anh chị em Ta ở cùng này. tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thầy Chúa, thầy Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng, thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp Người đáp, trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và người thân cận như chính mình. Đức giê bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết." Tình cờ có thầy tư tế cũng đi ngang qua đường ấy, trông thấy người này ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ ấy, cũng thấy và chảnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà chăm sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cần với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cử hành thánh lễ này vào đúng những giờ phút Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Khi gặp đau khổ và tủi nhục tột cùng ở trên thập giá, trong thân phận con người như chúng ta, Chúa Giêsu đã kêu lên những tiếng kêu bi thương lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao ngài bỏ rơi con? Đến Chúa của chúng ta mà còn như vậy. Chúng ta cũng nghe được tiếng kêu ấy ở trong dụ ngôn mà Thánh Luca vừa kể cho chúng ta ở nơi người bị đánh cướp đầy thương tích và bị bỏ rơi giữa đường chúng ta không nghe được anh ta kêu cái gì nhưng chắc chắn anh ta đã rên rỉ và kêu cứu mỗi khi thấy có bóng người nhát qua thì anh ta lại cố kêu hoặc ra một dấu hiệu gì đó để mong được người ta cứu giúp nhưng anh ta đã thất bại nhiều lần ít là hai lần tiêu biểu mà thánh Luca kể cho chúng ta mà lại là hai người cũng rất đặc biệt một thầy tư tế và một thầy lê vi khi đi ngang qua người bị nạn kìa người đau khổ cầu cứu và chúa đã nghe đấy là lời của kinh thánh người đau khổ cầu cứu có thể con người không nghe nhưng chúa đã nghe người nghe người cảm thấu và người cứu giúp vì thế đã có một người khác là người samaritano đi ngang qua anh ta không được xem là đạo đức như thầy tư tế và thầy lê vi và thậm chí còn bị coi thường như dân ngoại nhưng tình cảm lòng thương cảm lòng trắc ẩn của anh ta không hề ngoại lai tí nào anh ta dừng lại và như một người thân cận như một người đồng bào như một người anh em để vực dậy kẻ đang than thở kêu xin sự cứu giúp Đau khổ vì bất kỳ một lý do gì Thưa cộng đoàn Vốn nó đã là bất hạnh rồi Mà đau khổ mà còn bị bỏ rơi Không được chia sẻ Bị hất thủi Bị ghẻ lạnh Thì có thể nói là còn nặng nề Và thê thảm hơn biết mấy Con người có thể viện dẫn nhiều lý do Ngay cả những lý do rất chính đáng và đạo đức nữa để tránh lánh người đau khổ như ông thầy tư tế và thầy lê vi kia đã làm còn chúa thì không chúa giêsu thì không chúa giêsu ở trong người samaritano nhân hậu thì không vì người chính là người Samaritano nhân hậu đối với nhân loại của chúng ta Người không để mặc con người trong đau khổ Nhưng đến để đồng cam cộng khổ Để chữa lành và cứu độ con người Thánh Martino Porres Chính là hiện thân của Chúa Giêsu, Chính là người Samaritano nhân hậu Cho những người đau khổ chung quanh Ngài Cho hôm qua hôm nay và có lẽ mãi mãi vẫn là vậy ngài luôn ở bên cạnh mọi người đau khổ khi ngài còn sinh thời khi ngài đã qua đi khi ngài ở trên thiên quốc ngài ở giữa chúng ta có một anh em tu sĩ dòng đa minh chúng tôi hiện đang sống ở quê hương của thánh martino pores nước peru anh chia sẻ với tôi cảm nghiệm của mình khi đến thăm tu viện ngày xưa thánh martino đã ở căn phòng của ngài chỉ có một chiếc tủ thuốc với những chai lọ đựng thảo dược hẳn là để chữa bệnh cho người nghèo cũng có một chiếc giường gỗ thô sơ với một tấm ra bằng vải thô và trên tường treo một cây thánh giá gỗ đó là ba thứ có trong phòng của thánh martino nhưng ở nơi lối đi dẫn vào căn phòng này người ta thấy rất nhiều những mảnh giấy được viết gắn ở hai bên tường đó là những lời cầu xin đó là những lời tạ ơn bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ của đủ mọi thứ người đã đến đây và để lại như một bằng chứng về lòng thương của thánh martino người anh em của chúng tôi cảm nhận rằng con bước vào căn phòng của thánh martino con cảm nhận được sự nghèo khổ sự thánh thiện và lòng bác ái của thánh nhân ngài nghèo khổ khi chỉ có một chiếc giường thô sơ ngài thánh thiện với cây thánh giá như một bảo vật luôn ở bên cạnh ngài để ngài có thể cầu nguyện Ngài bác ái Vì có một tủ thuốc Với những chai lọ Đựng thuốc Để chữa bệnh cho mọi người Chúng ta hãy chiêm ngắm Ba dung mạo của Thánh Bác Tino Để cầu nguyện với Ngài Và cũng để noi gương Ngài Thánh Martino Tino nghèo khổ từ ở gia đình cho đến khi vào tu viện. Là con nhà nghèo Đứa con lai bị bỏ rơi Nghèo tiền của, nghèo cả địa vị Chỉ là một anh hớt tóc Hay một thầy thuốc bình dân Vào nhà dòng chỉ là một thầy trợ sĩ Làm những việc tầm thường Như giật chuông, coi cổng, đốt nến trong nhà nguyện Quét dọn lau chùi hoặc giúp bếp Nhưng Ngài rất hạnh ngài hạnh phúc và thưa với chúa rằng lạy chúa con sẽ quét dọn thư viện để anh em con có thể đọc sách con sẽ lau chùi cung nguyện để anh em con cầu nguyện sốt sắng con sẽ nấu ăn và chữa bệnh để anh em con viết sách và đi giảng đúng như lời kinh chúng ta vẫn đọc dâng lên ngài, ngài yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, dù đó là một địa vị thường bị coi là thấp kém. Thánh Tino thánh thiện qua hình ảnh ngài luôn quỳ gối lâu giờ trước cây thánh giá và nhiều lần ngài đã được ơn xuất thần bay lên đến tận thánh giá Chúa để hôn kính đứng chịu đóng đinh tại sao vậy thưa cộng đoàn có lẽ câu trả lời là vì ngài cầu nguyện quá tha thiết với chúa giêsu chịu đau khổ trên thập giá ngài cầu nguyện quá thống thiết cho những anh chị em đau khổ bệnh tật đói nghèo bị bỏ rơi hất thổi Bị khinh rẻ đuổi xua Đến độ như muốn đặt vào tay Chúa Đặt vào các vết thương của Chúa Những khổ đau của tha nhân Thánh Martino bác ái Chính là danh xưng đẹp nhất của Ngài Martino bác ái vì nhà nghèo nên ngài đến giúp việc cho một thầy thuốc để kiếm sống vị thầy lang này thấy martino yêu thương những bệnh nhân nên đã giữ cậu lại làm việc cho ông về sau martino đã trở thành một thầy thuốc tận tâm và lân ái Ngài nghèo khó nhưng thánh thiện và bác ái trội vượt. Suốt cuộc đời của Thánh Bắc Tino, Ngài đã nghe được lời kêu van của người nghèo. Và đối với Thánh Nhân, lời kêu van của người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật, chính là lời của Chúa. Lời của Chúa trong lời kêu van của người đau khổ, nghèo khó. Chuyện kể rằng khi tu viện không cho Ngài đưa các bệnh nhân vào nhà giảm, thì Ngài đã tìm cách để gửi họ đến trú ngụ ở nhà những người quen biết, chứ không bỏ mặc họ như chúng ta thấy Thầy Tư Tế và Thầy Lê Vi kia Chúng ta thấy cách giữ luật của Thánh Mạc Tino Ngài vẫn vâng lời Mà vẫn giúp đỡ người đau khổ Ngài không lảng tránh và bỏ mặc họ Khi họ rơi vào tình cảnh Túng quẫn thương đau Một lần khác Gặp một trường hợp nguy tử phải cấp cứu thánh nhân liền đưa bệnh nhân vào tu viện và chữa cho người ấy trái với lệnh cấm của nhà giảm. khi bể trên hỏi tại sao thầy không vâng lời thánh Tin khiêm tốn trả lời rằng thưa cha con đã lỗi đức vâng phục và con xin chịu phạt nhưng con không thể lỗi đức bác ái được cứu giúp người mà còn bị phạt nhưng không thể lỗi đức bác ái được chúng ta nhớ lại bài ca bác ái của thánh phaolô khi ngài nói với các tín hữu corinto giả như tôi có nói được tiếng của các thiên thần đi chăng nữa mà tôi không có bác ái thì chỉ là thanh la não bạc xoang xoảng mà thôi giả như tôi có nói được tiên tri biết hết mọi sự cao siêu mà tôi không có bác ái thì tôi cũng chẳng là gì hết giả như tôi có đức tin mạnh đến độ chuyển núi rời non tôi có đem tiền của mà dân cũng hết nhưng mà thiếu đức bác ái Thì tôi cũng kể là không không vậy Bác ái quý hơn tất cả Lòng bác ái của Thánh Bác Tino Không có giới hạn Người không chỉ dành cho con người Mà người còn dành cho cả thú vật nữa như chúng ta vẫn đọc trong kinh cầu khấn với ngài cả những thú vật ngoài đồng và cũng chuyện kể rằng có một con mèo nó bị thương nó đến và thánh martino đã băng bó cho nó rồi người bảo với nó rằng ngày mai chú lại đây tớ sẽ thay băng cho nhá và trưa mai đúng trưa mai con mèo trở lại cho thánh martino chăm sóc tiếng nói của đức bác ái cả thú vật cũng nghe được thưa quý ông bà và anh chị em Thánh Martino đã cư xử như thế thì làm sao ngài không thương các bệnh nhân, ngài không thương người đau khổ, ngài không thương chúng ta, những người đang có rất nhiều những nỗi niềm cần được dâng lên cho ngài, nhờ ngài chuyển cầu và nhờ ngài chúc phúc cho. Ngài thương chúng ta đau khổ và ngài sẽ thương chữa lành chúng ta. Nhưng mà hẳn Thánh Martin cũng muốn chúng ta thương nhau và chữa lành những vết thương cho nhau mới đây tôi đọc được một bài báo trên báo của việt nam bài báo mang tựa đề là vị vua yêu một cô gái lọ lem đến cuối đời dù không có người nối ngôi đây là câu chuyện kể về quốc vương người Bỉ vào thời hiện đại của chúng ta đây. Nhà vua tên là Anbe Bodoan. Ông không có con nối ngôi. Hoàng hậu Fabiola yêu dấu của ngài năm lần mang thai nhưng không lần nào giữ được thai nhi cho đến ngày mãn nguyệt khai hoa ấy thế mà nhà vua vẫn kiên quyết không lấy vợ khác mặc dù chúng ta biết vua chúa muốn lấy bao nhiêu thì lấy nhưng không ông thương người vợ đáng thương của mình năm lần mang thai mà không một lần được làm mẹ ông hiện diện bên cạnh người vợ này đi đâu hoàng hậu cũng ở bên cạnh đức vua và hoàng hậu fabiola đã chia sẻ rằng bà vô cùng hạnh phúc khi có được một người chồng như thế một người chồng biết chia sẻ ủi an luôn bên cạnh nỗi mất mát đau thương của người vợ chúng ta đang sống trong năm mà chúng ta để ý đến các gia đình khó khăn có nhiều nỗi niềm trong các gia đình của chúng ta lắm mà nếu như chúng ta ở cạnh bên nhau chúng ta chia sẻ với nhau chúng ta thương nhau thì những đau khổ ấy vơi đi rất nhiều hôm nay chúng ta về đây để tôn vinh thánh martino và cầu nguyện với ngài cho những nỗi nghèo khổ đau thương của chúng ta noi gương ngài Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh để tìm niềm an ủi và phó thác. Cũng xin cho chúng ta biết lưu tâm chia sẻ ủi an các anh chị em đang đau khổ, nghèo đói, bệnh tật chung quanh chúng ta. Lạy Thánh Martino là cha của những kẻ khó nghèo, đau yếu, Xin hãy lấy tình thương mà xoa dịu những nỗi u buồn của chúng con. Và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin được mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh và luôn noi theo gương sáng các nhân đức ngài. Amen.